Hello luôn cả. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại chương trình của Basara Retro TV. Hôm nay mình mới đọc đúng cái tên, đó là Basara Retro TV. Sau vài tập mà mình vẫn cứ luôn đọc là Basara Team TV. Và mặc dù mình đã đổi kênh từ trước đấy một tháng rồi. Và hôm nay mình vung dao. Ok, và hôm nay thì anh em thấy mình cầm hai thế này trên tay ngay từ đầu rồi thì anh em biết đó là cái gì cả. Gọi là biết ra cái gì rồi. Vì hôm trước ấy, mình đã đi lấy hàng về. Và phải công nhận một điều là đây cũng là một cái đồ món đồ giá trị nữa. Nó gọi là, phải gọi là, nó khác với món đồ mà ba đĩa, gọi là gì nhỉ, ba đĩa Bioshock mà mình đã lấy lần trước theo bản Xbox 360. Và lần này thì cũng là một phiên bản đĩa nữa của Xbox 360, một cái đĩa game khác của Xbox 360, nhưng mà không phải là game bắn súng hành động hay là gì cả, và lần này xem một tựa game thể thao. Hôm nay mình sẽ khui hộp ra và mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em xem đây sẽ một tựa game gì. Đây là một tựa game khá là thú vị và phải nói là nó cũng rất là giá trị khi mà sưu tầm. Nếu mà nói về giá trị sưu tầm thì nó đúng là giá trị thật, nhưng mà nếu mà xét về giá trị về đồ họa thì con này đúng là một trong những đồ họa gọi là vượt bậc nhất về tựa game thể thao vào thời đó. Ok. Không phải nói. Wow. Không phải nói nhiều anh em ạ. Đây là một phiên bản mà mình gọi là cực kỳ tâm đắc nhất luôn. Anh em biết đây là gì không? Đây chính là đĩa FIFA 07 cho hệ máy Xbox 360. Một trong hai tựa game gọi là dành cho hệ máy console Gen 7 đầu tiên, trước khi mà phát hành đa nền tảng cho PS3. Và phải nói là đây là một trong hai phiên bản mà mình coi là đẹp nhất. Tại vì cái thứ nhất nó là thế này. Mình cũng khá là bất ngờ vì ngày hôm nay là một cái món quà mà cực kỳ đặc biệt đến với mình. Tại sao mình đến bất ngờ? Tại vì như mình nói, hai tựa game FIFA 06 và FIFA 07 đó là hai tựa game mà với nền tảng đồ họa cực kỳ đẹp, khá là đẹp. Và thời đó thì PES vẫn chưa có cái nền tảng đồ họa đẹp như là của FIFA 06 và FIFA 07. Mãi khoảng năm 2008 thì bắt đầu khi mà đa nền tảng trên PS3 thì bắt đầu mới có cái chuyện như vậy. Thứ hai, tại sao mình cảm thấy con game này rất là giá trị? Tại vì đây gần như nguyên siêu. Anh em nhìn này, gần như nguyên siêu này. Chưa bóc chưa gì cả. Đây là một tựa game nguyên siêu luôn. Và đây là tập đầu tiên, và cũng đây là lần đầu tiên mình cầm trên tay một tựa game gốc nhưng mà lại là một tựa game nguyên siêu. Mặc dù đây là hệ Nhật thôi nhưng mà Xbox 360 thì nó không có chia hệ, cho nên là kể cả ví dụ như là có cho vào trên máy thì nó có thể chỉ là tiếng Anh, nó không phân hệ như là các đĩa khác. Ở bên đây là một con hệ Nhật, anh em nhìn đủ biết rồi, NTSCJ là hệ Nhật. Và thứ ba là tại sao mình lại khá là ấn tượng với hai phiên bản này hơn so với các phiên bản sau này cho hệ máy console Gen 7? Bởi vì là đây là phiên bản đầu tiên, như mình nói đây là phiên bản đầu tiên, đây là phiên bản rất là khó tìm, anh em rất là khó tìm, ở Việt Nam thì không phải ai cũng có cái đĩa này. Và thứ hai là một cái bản khó tìm nữa, đó là FIFA 06. FIFA 06 là một trong những cái game mà hồi thời kỳ đầu rất là nó khiến cho Xbox 360 rất là thành công. Mình quay trở lại với lịch sử luôn, mình cũng xin nhắc luôn là game Xbox 360 thời kỳ đầu ấy nó thành công hơn PS3 rất là nhiều. Bởi lẽ là cái làm nếu mà xét về mặt cái năm ra mắt ấy thì con Xbox 360 thì ra mắt trước PS3 một năm, đó là khoảng 2005. Thì từ đấy thì đã có rất là nhiều tựa game mà đã hỗ trợ cho Xbox 360 và gọi là có những cái bản port lên Xbox 360 rất là nhiều rồi. Trước khi mà cho lên PS3, PS3 thời đầu nó khá là khoai. Tại vì sao? Vì là PS3 thời kỳ đầu ấy thì không phải là chưa có một cái tựa game nào xứng đáng phát hành cho nó cả. Tại vì đơn giản một điều là PS3 thời kỳ đầu ấy thì cái cấu trúc CPU nó rất là phức tạp. Nó không như Xbox 360. Xbox 360 thì nó giống như một cái dạng cây PC hơn, nó giống như của Xbox Classic ngày xưa hơn, cho nên là nhiều người ta vẫn phát hành cho Xbox 360. Có những thời điểm đó là thời điểm khoảng 2005 đến 2007, đó là 2 năm đầu tiên. Ngoài phát hành cho PS2 và Xbox 360, Xbox Classic ra cũng có bản 360. Thì đây là tựa game này là cũng là một trong những tựa game như vậy. Thì đây là tựa game mà mình phải gọi là cảm thấy muốn sơ nhất. Vì thứ nhất là in hình mặt anh Rooney, và thứ hai là mặt Robert. Bây giờ thì không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ bóc siêu game này, tận tay mình bóc siêu game này. Anh em cùng xem nhé, check it out. Ok, mình đã bóc siêu.
Wow. Mày đã bóc xe game này còn mới cứng luôn. Anh em ạ, game này mới cứng luôn. Khác so với các bản khác là các tựa game khác mà mình sở hữu mà mình giới thiệu cho anh em ở các tập trước ấy thì toàn là những game đã bóc siêu hết rồi, đều là game second hand rồi, nên đây là game mới cứng luôn. Anh em, game mới cứng luôn. Em sẽ bóc cái này ra. Coi như là phá trị anh em luôn. Ok, mình sẽ bóc cái siêu ra. Còn nguyên siêu. Khá là đẹp, khá là mới. Mình cũng chẳng muốn bóc đâu, nhưng mà thôi vì là mình cũng muốn được một lần chơi thử cho nên là đánh bóc thôi. Ok, mình sẽ bóc cái siêu ra. Đây nha, còn xinh trắng luôn nha. Đánh cái hết này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tận hưởng cái game mà chúng ta sẽ được chơi. Và mình sẽ wow, không đùa đâu anh em ạ, không đùa đâu. Ok, mình đã bóc siêu ra rồi, đã bóc siêu con game này rồi. Thì đây đúng là một con game phải gọi là rất là giá trị và là hệ Nhật. Anh em nhìn này, chúng ta có đĩa FIFA 07 ở đây, hệ Nhật và một cái book. Bốc này rất là giá trị luôn. Thật sự là mình rất là muốn cầm trên tay cái này. Và ở đây có một cái code, đây là access code để có thể được cheat code của EA. Và cái sách hỗ trợ book thì vẫn là tiếng Anh anh em ạ. Có một nửa trang đầu là tiếng Anh và một nửa trang sau là tiếng Trung. Đây là hệ Á, hệ Nhật, nhưng mà cái vấn đề đây là anh em có biết tại sao Xbox 360 hệ Á hệ Nhật ấy bao giờ nó cũng chỉ có đa phần thị tiếng Hàn và tiếng Trung không? Tại vì đơn giản là thế này. NTSCG thì ai cũng biết đó là hệ Nhật, hệ châu Á. Nhưng mà tại sao nó không ghi tiếng Nhật? Tại vì đơn giản một điều đó là Xbox 360 bị fail ở Nhật rất nặng. Xbox và Xbox đời đầu nó đã fail ở Nhật rồi. Cho nên là khi mà lên đến đời Xbox 360 ấy, họ cũng muốn phát hành ở thị trường châu Á, nhưng mà nó sẽ không phải là nước Nhật nữa. Mặc dù ở Nhật có rất là nhiều, nhưng mà đa phần là họ sẽ tập trung vào phát triển những thị trường khác, ví dụ như là ở Đài Loan. Đây, anh em thấy đây là có chữ đây là chữ Trung Quốc, chữ Đài Loan đây. Và thị trường thứ hai là thị trường Hàn Xẻng. Cho nên là họ tập trung hơn vào hai thị trường này, tại vì sao? Vì đây là hai thị trường khá là tiềm năng. Cho nên là mình nghĩ là với cái phiên bản Á thì mình đang cầm trên tay đây thì không có gì lạ khi mà thấy nó hiển thị toàn chữ Trung Quốc với cả chữ tiếng Anh đó. Đây là hệ Á đấy, hệ NTSCG của Xbox. Cho nên là có một điểm khác giữa hệ Á của PS3 và hệ Á của Xbox 360, đó là hệ Á PS3 thì đúng là cây nhà lá vườn Nhật rồi, nó sẽ là full tiếng Nhật rồi. Nhưng mà hệ Á của Xbox 360 thì nó sẽ là vừa tiếng Anh, vừa tiếng Trung. Và đây là còn nguyên tem nha anh em, đây là còn nguyên tem mua ở Hồng Kông với cả Singapore. Cho nên là đây là một trong những món hàng mà gọi là mình tâm đắc nhất. Và hôm nay mình chính thức mình phá chính phá chính trắng của em này rồi. Thế là hôm nay là mình chính thức sở hữu tựa game này, một trong những tựa game khá là hay, đồ họa khá là đẹp, và mình sẽ chơi thử ngay chiều nay. Và để kết thúc cho video ngày hôm nay thì anh em nhớ like, subscribe và đừng quên qua shop của mình để check những cái mặt hàng mới. Và hôm nay mình cũng sẽ quảng cáo luôn anh em, đó là như mình nói, mình có bán một chiếc thân máy này, đây là thân máy Neo 64. Tuy nó là second hand thôi nhưng mà dùng khá là tốt, tại vì đây là cái máy mà mình đã dùng tuổi đời mấy năm rồi. Em này đã ở nhà mình đến 5 năm ở nhà mình rồi, nhưng mà bây giờ thì mình đã có một con Neo 64 mới đẹp hơn rồi, cho nên là mình muốn bán lại con này trên Shopee. Và nếu như anh em nào mà muốn mua thì anh em có thể liên hệ với mình trên Shopee, hoặc nếu như anh em mà muốn mua full bộ 4 tay và nguồn, anh em có thể order cho mình. Mình sẽ lấy cho anh em 4 tay, nguồn và JAV và cả băng luôn. Ok, chúc anh em một ngày vui vẻ. Bye bye. Ciao. Bye bye.